Xin chào cô chú anh chị đã đến chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay lên hang bò. Một con là siêu cọp lứa với một con mà siêu anh quýt đỏ ha. Đó chữa 4 lưỡi tơ chữa ha chú anh chị. Giờ mời cô chú xem nội dung, tất cả nghĩ mua thì liên hệ bên em nha. Hai con trước mặt chúng ta hồi nãy nè. Đó. Con quýt chữa với con siêu cọp tơ lứa ha. Cọp lứa là tầm 6 tháng 6 lưỡi của chú anh chị. Đây. Thì con chữa tơ nè, chữa 4 tháng rưỡi nè, giao tinh 3B nha. Tơ chữa bên em bán là bao chữa ha. Về trong vòng 3 ngày thì cô chú anh chị phải thăm khám lại cho em. Nếu không chữa thì bên em thu hồi bò về nha. Con bò chiều cam đo là 1m34 bò ha chú anh chị. Đó, tơ chữa nha. Chân cẳng nè. Không có bú bắp xe súng đúng xuống được hết. Móng sò ha. Đây, con chân sau của chú anh chị. Chân trước nè, thấy không? Nhân lúng, lúng hơi cạn nha. Đó, có lúng đàng hoàng ha chú anh chị. Đây, thì dòng siêu giờ cũng được đang thịnh ha, đang ưa chuộng nhiều. Ngày đầu cổ là xá tích nghiêm chỉnh nha chú anh chị, đầu trụi luôn. Đó. Lưng nè, sẽ lưng của chú anh chị thấy xong lưng đó không? Đây, xong lưng nè. Đó, lông nha, những nhừ nha. Đó, thả đòn dài ha. Em báo giá luôn, con này chứng nhận bán giá là 34 triệu ha chú anh chị. Cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua thì liên hệ nha. 34 triệu. Lông da nhuyễn nhừ đích, thấy không? Thấy chưa? Con này có anh quýt ha, quýt đỏ. Chân cẳng nha. Đây, thì tới con siêu cọp nghe nè. Siêu cọp nghe chiều cam đo là 1m08 ha chú anh chị. Có nè. Pin lũ lực nha. Thùng dạo nè, hết tiếc ha. Chân cẳng rồi cô chú anh chị. Con này nó liền bò ha. Đây. Chân sau nè, chân cẳng không có bú ép xe xuống lúng xuống luộc hết. Chân trước. Đây. Nhân lúng của nó cô chú anh chị. Thấy không? Nó ăn bò nè, hình đều cũng sái nè, xem nè, sẽ đầu nè, nghiêm chỉnh nha. Thì sẽ lưng hơi chòm gì dai chút nha chú anh chị. Thấy không? Kỳ ú luôn. Thùng dạo lớn nè, đặt bò. Đó, siêu cọp. Thì con bò này là anh chủ nhà anh bán giá là 16 triệu lên 500 ha. Cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua thì liên hệ. Đó, 16 triệu 500. Chân cẳng là hoàn thiện hết, không có bú bắp xe xuống lúng xuống luồng gì hết nè. Đó, nhắc lại chiều cao là 1m08 à. Kiểu mẫu đàng hoàng hay chú anh chị nè. Đúng đúng chuyền rồi, thấy không? Đó. Quyền bò thì dòng siêu giờ cũng đang thịnh. Đang hiếm chú anh chị. Hai con là mẫu mã đẹp đầu trụi không, F1 không hết chú anh chị. Con nhỏ thì 16 triệu 500, con bự là 34 triệu. Bao chữa nha. Bò bự thì chữa 4 tháng rưỡi rồi. Đó, thì mong cô chú chị ở gần xa ưng ý mua liên hệ. Đứt nè, thấy không? Đó, thì quay tầm xa chân cẳng đứng thẳng bẩn ha. Đó, bò không có chân cẳng, không có bú bắp xe xuống lúng xuống ruột gì hết. Hai con là đề đạm đích nè, phè là lông dai sắc rạc ha. Thả đòn dài thì cô chú chị mua hay, bò này làm giống nền khỏi phải nói tới ha. Rất là tốt. Nó đầu sái tích con mà chữa này sái tích nghiêm chỉnh hết nè. Thấy chưa? Đó. Chân cẳng nè. Con nhỏ nè các chú chị. Đây. Thì hai con em báo giá rồi hết, thì cô chú nhìn xem ưng ý được mua thì liên hệ nha. Giá cả em có báo rồi hết nữa. Đây. Con tơ con chữa ha.
con siêu cọp mình tơ mới có 6 tháng 6 rưỡi này bò. Lúng miếng mình thấy không cô chú chị? Chân cẳng là khéo hay bò ha. Nó lùng liền. Đó. Hai con thả đầu miên dài ra ha. Đó, giờ hình ảnh em gửi rồi, mong cô chú chị mình xem kỹ ha, ưng ý mua thì liên hệ cho em. Nên lên bộ mẹ con ha. Đây, mẹ là mẹ ba bê, con đực ba bê luôn chú chị. Đó, đực ba bê tầm mấy tháng hả anh? 4 tháng rưỡi. À, mẹ bên 4 tháng rưỡi. Đực ba bê là cực kỳ ú luôn. Đây, mẹ đã vô tinh được tháng rưỡi rồi ha chú chị. Đây đực nè, xương sóc nè, xương to nghe. À, móng sò cầm đứng thẳng được kiểu mẫu khỏi phải nói tới luôn nè. Chân cẳng nè, quan sát là không có bú bắp xe xuống lúng xuống ruộng hết nha. Đây. Đó. Đít này có chú chị. Đít này ha. Đực nè, thác thăng đực nha, lưng đôi đó. Tới con mẹ thì con mẹ chiều cam đo không xa là 1m45 bò ha chú anh chị. Đó, mẹ đàn lớn cao 1m45. Đây, quay tầm xa mà mẹ về cũng chú theo cỡ nào hết biết ha. Đó, mẹ nè, đầu sái đầu nè, nghiêm chỉnh nha. Thì mẹ đang âm con là lứa thứ hai ha, giao tinh lại là được 1 tháng rưỡi rồi mà giao tinh chưa biết chữa hay không, chưa dám bao hay chú chị. Mẹ ăn giá mẹ con này không ha, mà sái lưng mẹ là nghiêm chỉnh nha, lưng nha, thấy không? Đây, chân cẳng mẹ cũng vậy, hoàn thiện luôn, xương sóc nha, khỏi phải nói tới nữa, không nhận xương to ha, chân sau là của chú chị thấy chưa, màu vú nè, đó, lúng yếm nè, chèn luôn, cô chị thấy chẳng lúng quá không, đó, ha, đít nè, hiện mẹ nó âm con nên nó không thể mập dẻo dẻo ha, đang nuôi con lớn nè, đang nuôi con dẻo dẻo, thì cái mình nó có một vết thẹo này là bị nằm cả mấy chuồng chật nằm cả bị tày ha chú anh chị, đây đang có mài mà đóng mài đỏ lạnh rồi nha chú anh chị, không có gì hết, nè. Tày hai chỗ nè, thấy không? Đây chân nè. Đó, không có gì hết, bao hơn luôn ha. Không có bị gì hết. Thì bỏ mẹ con này anh chú nhà anh bán giá là 55 triệu ha. Đó, thì cô chú chị nào ưng ý mua thì liên hệ. Bò mẹ con là tầng lớn, được ba bê nè, thác thăng được ba bê không? Mẹ sẽ tích nghiêm chỉnh hết. Giá là 55 triệu. Đó, thì cô chú chị nào ưng ý mua thì liên hệ ha. Đó. Bây bò tầng lớn tiền của chú vậy, mẹ cao 1m45 lần. Đó. Em quay tầm xa không nè, cho cô chú chị thấy. Bạn đâu nào hiểu cái nghèo.